Sơn đây. Sau một đêm hành trình từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Nha Trang, cảm thấy một đêm khi chưa bắt đầu nhưng mà tôi rất cảm thấy là năng lượng, thấy mọi người và tràn đầy và càng tôi làm tôi ráo rứt không biết để chinh phục nó sẽ như thế nào, nhưng mà hiện bây giờ trong lòng tôi cảm thấy muốn thực hiện ngay cái hành trình của mình ngay. Chào anh chị, em là Trí, hiện em đang đi đánh hoa Thổ Nhĩ Kỳ. Thì từ hôm qua tới giờ là thật chắc là ngủ xe không, nhưng mà ngủ không được. Nôn tới bữa nay để thử coi là thầy sẽ cho mình trải nghiệm như thế nào, leo như núi như thế nào và leo biển như thế nào. Thì hy vọng là chuyến đi này sẽ cho em rất là nhiều trải nghiệm để em lớn lên ạ. Mình được vinh dự tham gia cái chuyến đi này và đến bây giờ thì đã đến được, gần tới được cái điểm bắt đầu rồi, và mình thì đã chuẩn bị sức lực sẵn sàng và cảm thấy là rất là hòa hợp cho cái chuyến đi này. Và nếu các bạn có dịp được